Hai lối mòn hai hướng trông, mình thương nhau chưa cho thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi bao sâu, bởi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi. Bao lần đi vối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhớ để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mòn hai hướng đi, niềm yêu tư tôi đêm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm. Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một con Fisher, có model là RS1025 anh em nhé. Đây là một con Fisher dòng âm ly G-Saver. Đàn anh của nó là một Fisher 1080 là hết số anh em nhé. Con đấy thì bây giờ hơi hiếm, giá thành của nó phải 20 triệu. Con Fisher này nó chỉ có 8 triệu rưỡi thôi anh em, bao ship cho anh em tận nhà nhé. Chất âm của nó cực kỳ là hay anh em, thép của nó cực kỳ là lầy, trung âm cực kỳ rõ, bát cực kỳ mềm. Nó ghép được rất nhiều loa, anh em có thể ghép những cái dòng JBL này, cái dòng mắt võng mắt cáo này, và những cái dòng loa Nhật, loa Âu, vân vân. Con này công suất của nó là 230W, nó sử dụng hai con sò STK của hãng Sanyer, hai con sò STK của nó cực khủng anh em nhé, nó là khủng nhất trong cái dòng sò STK. Anh em này, tất cả cái đèn quắc này là của nó là còn nguyên bản màu xanh dương anh em nhé, mình tuyển chọn được con này về đẹp xuất sắc luôn. Model của nó đây là Fisher RS1052, mặt phay nhôm, các nút nút của nó còn cực kỳ là đẹp. Đây là nút bao gơ nguồn anh em nhé, và đây là cầu A, nó chơi được cầu A, cầu B và AB cộng. Đây mình đang chơi ở cầu B nhé, cầu B này, về cầu A này, cầu B này và AB cộng này. Đây là nút chỉnh bát anh em nhé, anh em thích nghe biên độ nào anh em tăng lên. Và đây là nút chỉnh chép này anh em này, và đây là ba lăng này anh em này, một loa này, hai loa này, cân bằng này. Và đây là nút hai filter. Và đây là mono sitte này anh em. Và đây là cổng tab nhé, anh em chơi cổng tab là ấn vào này này. Đấy, chơi cổng tab ấn vào đây. Ngắt hết mặt âm sắc ở AUX. Và đây là muting của radio anh em nhé. Và nó lau lướt này anh em này. Lòng tôi vẫn chưa mở phai. Và đây là volume này. Và đây là AUX và AM/FM và follow. Và đây là cái nút này là dò sóng đài. Tôi lại thấy lòng đầy
vàng xuyên sao như đã quen nhau từ lâu. Và đây là có hai cái đồng hồ báo đèn single và tô linh. Đây là mình đang bắt đài AM này anh em này. Đây là cái chữ AM nó lỗi này. Anh em mà muốn radio bắt được led nhá, anh em mà muốn nghe radio led là anh em có cái dây ở đằng sau câu vào. Đây là đài AM nhá anh em nhá. Và mình về đài FM này. Đấy, FM là cái đèn này nó lỗi này. Bắt đầu mình dò đài này. Những lời chúc tốt đẹp. Đấy, đấy là chưa có dây nhá anh em nhá. Khi nào nó bắt chuẩn nó lên cái đèn Citadel này anh em này. Đấy. Mình đang bắt ở đài FM này. Bắt đầu lại về OX nhá. Tất cả các chức năng là hoạt động hoàn hảo hết nhá. Bao zin, bao xịn, bao đẹp cho anh em nhá. 8,5 triệu con này. Anh em đến với kênh của Hào Audio Hải Phòng cho mình xin một nút đăng ký kênh nhá. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào tạm biệt.